Hello, xin chào toàn thể quý nhá. Xúc công nghệ nghe lén 4.0 online 0886992345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm máy ghi âm ngụy trang hình chiếc USB các bạn nhé. Mã sản phẩm là máy ghi âm ngụy trang USB Q5. Thì khi các bạn mua hàng thì các bạn chỉ cần đọc cái tên sản phẩm là USB Q5 thì đơn vị nhà mình sẽ tư vấn cụ thể các bạn nhé. Đây. Bộ nhớ trong của thiết bị là 8GB này, giúp các bạn có thể ghi âm liên tục được khoảng 500 tiếng thì mới đầy được cái bộ nhớ đây. Và dung lượng pin của cái USB ghi âm này các bạn có thể dùng liên tục được khoảng 2 ngày thì mới pin các bạn nhé. Đó, siêu nhỏ luôn, giống như USB bình thường đến 99% các bạn nhé. Đây. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm máy ghi âm ngụy trang này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số online cho mình, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí cho bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ đơn vị nhà mình, đơn vị nhà mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho các bạn. Và các bạn nhận hàng, các bạn bóc hàng ra kiểm tra và test thử, giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn mới phải nói tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo đây thì các bạn hoàn hàng vào cho mình và đơn vị nhà mình là cũng không thu tiền phí ship của mọi người bạn nhé. Thì cái thiết bị USB ghi âm này thì đang là một sản phẩm rất là hot của đơn vị nhà mình đang bán rất là chạy bạn nhé. Có rất là nhiều anh chị làm công an cũng như là làm giáo viên, làm bất động sản mua cái sản phẩm máy ghi âm ngụy trang này và đi theo dõi. Rất là tiện các bạn nhé. Dung lượng pin rất là trâu, được khoảng 2 ngày mới pin các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một số nút chức năng trên chiếc máy ghi âm ngụy trang USB này thì và test cái chất lượng ghi âm thực tế cho mọi người các bạn nhé. Trên thiết bị sẽ in cái chữ là in cái dung lượng bộ nhớ của cái máy ghi âm này. Bên dưới đây sẽ có một cái móc để các bạn treo vào móc chìa khóa các bạn nhé. Đây là lỗ báo đen này. Còn bên trong đây thì để các bạn cái chân này các bạn cắm vào cái máy tính thôi các bạn nhé. Để sử dụng thiết bị thì rất là đơn giản thôi. Tất cả những dòng máy ghi âm bên đơn vị nhà mình các bạn chỉ cần gạt sound on mà ghi âm, gạt về off là kết thúc ghi âm thôi. Các bạn không cần phải cài đặt bất kỳ một cái gì hết các bạn nhé. Các bạn chỉ cần bật sang on là ghi âm thôi, rất là đơn giản, ai cũng có thể sử dụng được, từ người già đến người trẻ đều sử dụng được hết các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ bật sang bật ghi âm và sẽ test cho các bạn cái file ghi âm các bạn nhé. Thiết bị các bạn để ý trên thiết bị sẽ có nút on off này, các bạn sẽ gạt sang on là ghi âm nhé. Các bạn sẽ gạt sang on, thiết bị sẽ sáng cái đèn màu đỏ đây, bắt đầu một chút thì thiết bị sẽ tắt đèn đi là thiết bị đang ghi âm các bạn nhé. Thiết bị nhấp nháy 3 lần như này đang bắt đầu ghi âm rồi các bạn nhé. Khi âm thì các bạn có thể là đút vào trong túi quần, túi áo cũng như là treo vào móc chìa khóa các bạn cũng được, hoặc là các bạn có thể treo vào bao thuốc đều được hết các bạn nhé. Chất lượng ghi âm của cái máy ghi âm này là có lọc âm là 4.1 các bạn nhé. Lọc âm có nghĩa là khi ví dụ các bạn gắn trên xe hoặc là ghi âm mà xung quanh có tiếng người nói chuyện và có cả ồn cả tiếng nhạc nữa thì nó sẽ át đi tiếng nhạc các bạn nhé, chỉ nghe đi tiếng người nói chuyện thôi bạn nhé. Các bạn không muốn ghi âm nữa thì các bạn sẽ gạt được off này. Gạt được off là kết thúc ghi âm này. Bạn nào muốn ghi âm một đoạn tiếp theo nữa thì các bạn sẽ gạt sang on. Đó, sẽ gạt sang on đây các bạn nhé. Gạt sang on đây thì các bạn đợi một chút thì cái đèn nó tắt đi, nó nhấp nháy 3 lần nó tắt đi là đang bắt đầu ghi âm một đoạn tiếp theo các bạn nhé. Đây. Đấy, bây giờ là đang bắt đầu ghi âm một đoạn tiếp theo rồi. Đây là file ghi âm thứ hai. Thì mình sẽ test cho các bạn tổng là 2 file ghi âm. Sẽ test cho các bạn luôn. Tí mình sẽ cắm vào máy tính của mình và mình sẽ test cho các bạn cái chất lượng ghi âm rất là rõ nét nhé. Và sử dụng của thiết bị này rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần bật lên là ghi âm thôi. Rất là đơn giản, ai cũng có thể sử dụng được. Bạn nào không muốn ghi âm nữa nhé, không muốn ghi âm nữa thì các bạn phải gạt vào off rồi. Các bạn kéo xuống off rồi. Kéo xuống off nghe là được các bạn nhé. Thì để nghe khi nghe lại ghi âm thì các bạn bắt buộc phải cắm vào máy tính thì mới nghe được các bạn nhé. Trên thị trường đã có những dòng máy ghi âm siêu nhỏ là các bạn có thể cắm tai nghe vào được, nhưng mà cái dòng USB ghi âm này thì nó rất là ít chi tiết, bởi vì tất cả những dòng máy ghi âm thì ngụy trang thì nó sẽ rất là ít chi tiết các bạn nhé. Các bạn chỉ cắm vào máy tính mới nghe được thôi. Nên mình sẽ cắm vào máy tính, mình sẽ test cho các bạn chất lượng nhé. Này các bạn đợi một chút. Đó, mình sẽ cho cao cái màn hình điện thoại lên này. Đó, đây là tổng đây là cái kênh YouTube chính của đơn vị nhà mình các bạn nhé. Công nghệ nghe lén 4.0 này thì đơn vị nhà mình đang rất là nhiều dòng sản phẩm từ camera ngụy trang này,
máy nghe lén, máy định vị này, máy ghi âm ngụy trang này, rất là nhiều dòng sản phẩm các bạn nhé. Các bạn có thể truy cập vào trong kênh YouTube này của mình, tham khảo những dòng sản phẩm ở bên dưới đây và tư vấn nhé các bạn nhé, và điện trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình đây để được nhân viên tư vấn bạn nhé. Sau đây mình sẽ vào mục ổ D và test cho các bạn hai cái file ghi âm. Mình sẽ cắm lại, mình sẽ cắm lại file nhé, bởi vì máy tính rồi nó không nhận file. Đây, nó sẽ hiện ổ E đây các bạn nhé. Thì các bạn sẽ chọn vào ổ E này, chọn vào mục record. Thì đây là hai cái file ghi âm mình vừa ghi âm cho các bạn nhé. Thì mình sẽ mở cho các bạn từng file một này, file thứ nhất này. Đó, thiết bị nhấp nháy 3 lần như này đang bắt đầu ghi âm rồi các bạn nhé. Ghi âm thì các bạn có thể là đút vào trong túi quần, túi áo, cũng như là treo vào các kiểu khóa các bạn cũng được. Hoặc là các bạn có thể treo vào bóng nhạc nó đã được add đi các bạn nhé. Chỉ nghe tiếng mình ghi âm của cái máy ghi âm này là có lọc âm là 4.1 các bạn nhé. Lọc âm có nghĩa là khi ví dụ các bạn gắn trên xe hoặc là ghi âm mà xung quanh có tiếng người nói chuyện và có cả ôi cái nhạc nữa thì nó sẽ áp hết đi tiếng nhạc các bạn nhé. Chỉ nghe thì tiếng người nói chuyện thôi các bạn nhé. Các bạn không muốn ghi âm nữa thì các bạn sẽ làm cái off này. Đây là file game thứ nhất các bạn nhé. Mình sẽ test cho các bạn file game thứ hai là Red002 này. Khi nó nhấp nháy thế 3 lần nó tắt đi là đang bắt đầu ghi một đoạn tiếp theo các bạn nhé. Đây. Đấy, bây giờ nó đang bắt đầu ghi một đoạn tiếp theo rồi. Đây là file game thứ hai. Thì mình sẽ test cho các bạn tổng là hai file game. Sẽ test các bạn luôn. Tí mình sẽ cắm vào máy tính của mình và mình sẽ test cho các bạn cái chất lượng ghi âm. Chất lượng ghi âm rất ok. Rất là rõ nét các bạn nhé. Và sử dụng của thiết bị này rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ đặt lên là ghi âm thôi, rất là đơn giản, ai cũng có thể sử dụng được. Bạn nào không muốn ghi âm nữa nhé, muốn ghi âm nữa thì các bạn phải làm off thôi, các bạn kéo xuống off. Đây là hai cái file ghi âm mình vừa test các bạn nhé. Các bạn nào muốn xóa những cái file ghi âm này đi thì các bạn sẽ kích chuột phải vào này để các bạn chọn mục delete, chọn yes là được các bạn nhé. Nó sẽ xóa tất cả những cái file ghi âm đi để cái thiết bị trở thành một thiết bị mới các bạn nhé. Mình sẽ cho cam số này. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc máy ghi âm ngụy trang hình chiếc USB các bạn nhé. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm máy ghi âm ngụy trang siêu nhỏ này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số online 0886992345, kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Hằng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc bạn nhé. Nhận hàng các bạn cứ bóc hàng ra kiểm tra và test thử. Giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn mới phải thanh toán tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn hoàn hàng với cho mình và đơn vị nhà mình nó cũng không thu tiền phí ship của mọi người bạn nhé. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt mọi người ở những video clip sau.